Tập 48 Trương Tùng dâng bản đồ Tây Xuyên Năm Kiến An thứ 16, tức năm 211, Tào Tháo đại phá Mã Siêu ở Tây Lương, làm chấn động cả Hán Trung. Trương Lỗ sợ Tào Tháo xâm phạm Hán Trung, bèn chuẩn bị đem quân đi đánh chiếm Tây Xuyên, làm chỗ dựa cho mình để chống lại Tào Tháo. Ích Châu Mục là Lưu Trương sau khi nhận được tin báo đã cho học các quan văn võ để tìm cách đối phó. Biết giá Trương Tùng tình nguyện làm sứ giả đến hứa đô, bề ngoài là giúp Lưu Trương thuyết phục Tào Tháo đem quân đánh Trương Lỗ, nhưng thực chất là để nhân cơ hội này thực hiện ý đồ riêng của mình nói về tào tháo từ khi đánh được mã siêu sinh ra kiêu ngạo tự đắc ngày đêm yến tiệc ít ra đến ngoài chính sự triều đình đều do tướng phủ quyết định cả một hôm tào tháo sau khi đi thăm vườn cảnh của phủ mới được xây lấy bút viết lên cổng chữ hoạt quan chủ bộ dương tu trông thấy bèn sai thợ phá cái cổng để làm nhỏ hơn có người hỏi thì dương tu mới nói là làm theo lệnh tháo rồi chỉ ra chữ hoạt mà tào tháo viết nằm trong chữ môn thì thành ra chữ khoát có thể hiểu ra là rộng quá, nên cho phá đi làm lại. Tào Tháo ngoài mặt hài lòng nhưng lại rất không vui vì bị Dương Tu đọc được suy nghĩ của mình. Lại nói Trương Tùng tới hứa đô, vào nhà khách tạm nghỉ, chờ đợi tới ba hôm, lại phải đút lót cho lính canh mới được dẫn vào ra mắt Tào Tháo. Tháo ngồi trên thềm, Tùng cúi lại chào. Tháo không thèm chào lại, hỏi rằng chủ ngươi mấy năm nay không nộp cống, là cớ làm sao? Tùng đáp, vì đường xá xa, xa xôi, giặc cướp ngăn trở, không thể sang được. Tháo mắng rằng, ta đã quét sạch cả Trung Nguyên, còn trộm giặc nào nữa. Tùng nói, Giang Nam còn có tôn quyền, Hán Trung còn có chương lỗ, Kinh Châu có lưu bị, mỗi người ít nhất cũng được 10 vạn quân, sao đã gọi là Thái Bình được. Thảo trông thấy Trương Tùng xấu xí, có ý hơi ghét, lại thấy ăn nói lỗ mãng, liền vung tay áo đứng dậy, đi vào nhà sau. Tả hữu trách Trương Tùng rằng, ngươi đi xứ, sao không biết giữ lễ phép, dám nói xúc phạm thế. May thừa tướng thấy người ở xa lại đây, không nỡ bắt tội, ngươi nên trở về cho mau. Tùng cười nói, trong nước thục ta, không có ai biết siểm nịnh. Bỗng một người ở dưới thềm quát lên rằng, ngươi bảo nước thục không có người siểm nịnh, thế ở Trung Nguyên có kẻ siểm nịnh à? Tùng hỏi ra thì là quan chủ bạ Dương Tu ở phủ thừa tướng. Bấy giờ thấy Trương Tùng ăn nói có vẻ châm chọc, Dương Tu hỏi rằng, phong thủ trong thục thế nào? Tùng Đáp, tục là quận, ở phía Tây, xưa gọi là Ích Châu. sông có Cẩm Giang là hiểm, núi có kiếm các là cao, chung quanh hai trăm tám thôi đường, ngang dọc hơn ba vạn giảm đất, làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to, nước giàu dân no, tiếng đàn sáo rộn ràng, vui vẻ, thổ sản sinh ra, chứa cao tài núi, quả thực thiên hạ không đâu bằng, tu hỏi, nhân tài ở xứ đó thế nào? Tùng đáp, văn thì có tên như là giỏi, võ thì có phục ba là tài. Chữa thuốc không ai hơn trọng cảnh, xem bói mấy kẻ sánh quân bình. Còn những người tam giáo, cửu lưu, ai ai cũng giỏi giang cả, không sao kể xiết. Tu hỏi, thủ hạ của Lưu Quý Ngọc được mấy người như ông? Tùng đáp, những người văn võ toàn tài, trí dũng xuất chúng, cùng là kẻ sĩ trung nghĩa khẳng khái. Kể có hàng trăm, chớ như tôi là kẻ tầm thường, có thể lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong, biết đâu mà tính cho xuể tu hỏi hiện nay ông đang làm chức gì tùng đáp lạm sung vào chức biệt giá còn sợ không nổi việc dám hỏi ngài làm quan gì ở trong triều tu đáp tôi hiện nay đang làm chủ bạ phủ thừa tướng tùng nói nghe ngài là dòng dõi trâm anh sao không làm quan với triều đình để giúp thiên tử mà phải làm một kẻ nha lại ở phủ thừa tướng làm vậy tôi nghe nói thẹn đỏ mặt nhưng cũng gượng đáp rằng tôi tuy làm một chức nhỏ nhưng thừa tướng giao cho coi việc sổ sách tiền lương cũng là việc quan trọng và lại được gần thừa tướng, sớm tối ngài còn dạy bảo cho nhiều điều có ích, cho nên tôi cũng vui lòng nhận. Tùng cười nói, tôi nghe tào thừa tướng, văn thì không hiểu đạo khổng, mạnh, võ thì không tường mẹo tôn, ngô, chỉ cậy sức mạnh mà được lên cao, có tài gì mà dạy bảo được ngài. Tu nói, ông ở ngoài cõi xa, biết đâu được tài thừa tướng, tôi thử đưa ông xem cái này thì biết. Liên gọi đầy tớ mở tủ lấy một quyển sách đưa cho Trương Tùng xem. Tùng thấy quyển sách ấy ngoài đề bốn chữ, Mạnh Đức Tân Thư, mở ra xem hết một lượt, cả thầy 13 thiên, toàn là phép cốt yếu về việc dùng binh. Tùng xem xong hỏi, ông bảo quyển sách này là của ai làm ra? Tu đáp, đó là của thừa tướng tham khảo của Kim Phòng theo 13 thiên của Tôn Vũ Tử mà làm ra. Ông khinh thừa tướng không có tài, thử hỏi quyển sách này đã đáng truyền cho đời sau chưa? Tùng cười ầm lên mà nói rằng, sách này, trẻ con nước thuộc tôi đứa nào cũng thuộc lòng cả, sao gọi là tân thư? Đó là người vô danh đời chính quốc làm ra, thừa tướng đánh cắp làm của mình, chỉ lừa dối được ông thôi. Tu nói, sách này của thừa tướng còn cất kín một chỗ, tuy làm xong nhưng chưa truyền ra đến ngoài, sao dám bảo trẻ con nước ông cũng thuộc lòng? Tùng nói, nếu ông không tin, tôi xin đọc cho ông nghe, Tùng nói xong, đọc thuộc lầu từ đầu đến cuối, không sai một chữ. Tu giật mình nói, ông mới đưa mắt nhìn qua đã nhớ được cả, thực là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Người sau có thơ khen rằng, hình dung thật cổ quái, diện mạo lại thanh cao, tài nói như nước chảy, mắt liếc tựa ánh sao, can đảm nhất tây thục, văn chương bậc anh hào, cổ kim bao sử sách, xem qua đã thuộc lòng. Khi Tùng định ra về, Tu nói, ông hãy nghỉ tạm nơi quán xá, để tôi bẩm với thừa tướng, cho ông được gặp tùng tạm ra ngoài tu và nói với tào tháo tháo nói nói năng không khiêm tốn nên ta coi thường đó thôi tu nói thừa tướng còn dung nạp được nễ hành khá lại hẹp với trương tùng tháo nói nễ hành văn chương lừng lẫy đời nay ta không nỡ giết đi chớ tùng có tài năng gì tu nói chưa cần nhắc đến tài biện luận như nước chảy của hắn vội lúc nãy tôi có đưa quyển tân thư của thừa tướng soạn cho hắn xem hắn đọc qua một lượt là thuộc lòng thật là tay học rộng nhớ dai trên đời hiếm có Hắn nói sách ấy là của người đời chiến quốc làm ra, trẻ, trẻ con đất thục cũng nhớ cả. Thao nói, hay là người đời xưa cũng hợp ý ta chăng? Lập tức sai xé vụn quyển sách ấy và đem đốt đi. Tu nói, người ấy nên cho vào chầu thiên tử, để cho y được biết uy nghi của thiên triều. Thao nói, ngày mai điểm binh ở giáo trường, ngươi nên đưa hắn đến đó, cho biết lực lượng hùng hậu của ta, để hắn về nói truyền đi rằng ta nay mai lấy Giang Nam xong, thì lấy đến Tây Xuyên. Tu vâng lời, hôm sau cùng với trương tùng đến giáo trường phía tây tháo điểm năm vạn quân hộ vệ tinh nhuệ quả nhiên áo mũ rực rỡ chiêng trống vang trời gươm giáo sáng quắc bốn mặt tám phương cơ nào đội ấy tinh kỳ phấp phới người ngựa hăng hái tùng chỉ liếc mắt trông qua một lúc lâu tháo gọi tùng đến chỉ tay hỏi nước thục nhà ngươi đã từng được thấy quân mã hùng dũng thế này chưa tùng đáp chưa từng thấy nước thục tôi chỉ cốt lấy nhân nghĩa trị người chớ không thấy binh đao như thế bao giờ tháo tái mặt lại nhìn trương tùng tùng chẳng sợ hãi chút nào dương tu luôn luôn đưa mắt lườm trương tùng tháo bảo tùng rằng ta coi đồ chuột chết trong thiên hạ như cỏ rác cả thôi quân ta đến đâu dẹp phải tan đánh phải vỡ thuận với ta thì sống trái với ta thì chết ngươi có biết không tùng nói thừa tướng đưa quân đến đâu đánh là thắng lấy là được tùng này đều đã biết xưa dẹp lã bố ở bộc dương đánh trương tú ở uyển thành trận xích bích gặp chu du đường hoa dung gặp quan vũ cắt dâu quảng áo ở đồng quan, cướp thuyền tránh tên ở vị thủy. Đó đều là thiên hạ vô địch cả. Tháo nổi giận đùng đùng nói, thằng hủ nho kia. Sao dám vạch những chỗ xấu của tao? liền quát võ sĩ lôi ra xe. chém. Dương Tu ca rằng, tội trương tùng tuy đáng chém, nhưng tự nước thuộc vào chiều cống. Nếu chém đi, tôi e mất lòng những người ở xa. Tháo vẫn còn tức, Tân Úc cũng can. Tháo mới tha cho tội chết, nhưng sai tả hữu đánh tới tấp đùi ra. Khi bắt đầu sứ mệnh của Lưu Trương tới Hứa Đô, Trương Tùng đã bị Gia Cát Lượng và Bàng Thống theo dõi chặt chẽ, những người từ lâu đã muốn lấy Tây Xuyên làm chỗ đứng. Trương Tùng đi đến ngã ba đường và nhớ rằng trước khi rời đi, ông đã khoe trước mặt Lưu Trương rằng sẽ có thể thuyết phục Tào Tháo ngăn cản Trương Lỗ xâm phạm Tây Xuyên. Nếu bây giờ trở về tay không, chẳng phải sẽ bị người tục cười nhạo sao. Đã lâu nghe nói Lưu Huyền Đức ở Kinh Châu nổi tiếng nhân nghĩa, hãy đi đường vòng đến thăm họ thì sao. Nghĩ lại, liền cưỡi ngựa dẫn bộ hạ đi thẳng đến địa giới Kinh Châu. Vừa tới hạt Ảnh Châu, thấy có một toán quân mã chừng 500 người, hai tướng đi đầu La Quan Vũ và Triệu Vân ăn mặc nhã nhặn, dừng ngựa lại hỏi, có phải là quan biệt giá họ Trương đó không? Tùng đáp, chính phải. Quan Vũ nói, vì đại phu đi qua xứ này, tôi là Quan Vũ phụ mệnh anh tôi, ra lo quét nơi quán xá để ngài nghỉ chân. Triệu Vân cũng nói, tôi là Triệu Vân, ở đây đợi ngài đã lâu. Tôi phụng mệnh chú công Lưu Huyền Đức vì thấy đại phu đi đường vất vả ra đây hiến dâng cơm rượu. Tùng tự nghĩ, người ta đồn Huyền Đức rộng lượng yêu khách, nay quả nhiên như thế. Tới địa đầu Kinh Châu thì trời đã tối, Quan Vũ và Triệu Vân mời Trương Tùng vào nghỉ ở quán trọ. Hôm sau, ăn điểm tâm xong, đi được vài dặm, lại gặp một toán quân mã, thì là Huyền Đức dẫn cả Phục Long, Phượng Sổ đi đón. Trông thấy Trương Tùng từ đằng xa, mấy người đã xuống ngựa đứng trực rồi. Tùng cũng vội vàng xuống ngựa chào hỏi. Lưu Bị nói, lâu nay thấy nghe nói tiếng lớn của đại phu như sấm rót vào mang tai, giận vì non sông cách trở, không nghe được lời dạy bảo, nay nghe ngài về thục nên ra đây nên tiếp. Nếu ngài có bụng chiếu cố, xin tạm đến châu tôi, nghỉ ngơi, ngơi ít lâu, để được thỏa lòng mong ước, thì hân hạnh quá. Tùng mừng lắm, lên ngựa sóng cương đi vào thành. Đến phủ đường, hai bên chia ngôi chủ khách ngồi chơi, Lưu Bị mở tiệc khoản đãi. Trong tiệc Lưu Bị chỉ nói những chuyện đâu đâu, chứ không hề đả động đến việc Tây Xuyên. Trương Tùng mới nói gợi lên rằng, Hoàng Thúc coi giữ Kinh Châu mới có được mấy quận. Khổng Minh đáp, Kinh Châu này mượn tạm của Đông Ngô, thường Đông Ngô vẫn sai người đến đòi. Vì chủ tôi là rể Đông Ngô, cho nên còn tạm yên thân ở đây thôi. Tùng nói, Đông Ngô chiếm giữ 6 quận, 81 châu, dân mạnh nước giàu, còn chưa vừa ý sao. Bàng Thống nói, chủ tôi là Hoàng Thúc nhà Hán, không được một châu quận nào, những kẻ khác toàn là giặc nhà Hán, thì lại cậy sức mạnh chiếm hết châu nọ châu kia, người biết nghĩ thực là không bằng lòng. Lưu Bị nói, hai ông chớ nên nói thế, ta có tài đức gì mà dám mong ước cao xa vậy. Tùng nói, ngài là tôn thân nhà Hán, nhân nghĩa lừng lẫy bốn biển. Đừng nói gì chiếm cứ châu quận, ngay việc thay thế chính thống, lên ngôi hoàng đế, cũng chưa phải là quá đáng. Lưu Bị chắp tay tạ ơn nói, ông dạy quá lời, tôi đâu dám nhận. Tiệc tan rồi, Lưu Bị mời Trương Tùng ở lại ba hôm, ngày nào cũng ăn yến uống rượu, tịnh không nói động gì đến việc Tây Xuyên cả. Tùng từ tạ trở về, Lưu Bị tiễn ra ngoài mười dặm tràng đình, lại mở tiệc làm lễ tiễn hành. Lưu Bị rót chén rượu mời Tùng và nói, đa tạ đại phu có lòng quý mến, Chị ở lại chơi trò chuyện ba ngày, hôm nay chia tay nhau không biết bao giờ lại Chị được nghe lời dạy bảo. Nói xong, rơm rớm nước mắt, Trương Tùng tự nghĩ, huyền đức nhân tử, yêu kính kẻ sĩ như vậy, ta sao nỡ bỏ. Chi bằng khuyên ông ta lấy xuyên thì hơn, rồi Tùng nói, tôi cũng muốn sớm tối theo hầu Hoàng Thúc, nhưng chưa có dịp đó thôi. Tôi coi đất Trinh Châu này, mé đông có tương quyền như hổ nhen anh, mé bắc có tào tháo như kình há miệng, không phải là chỗ ở lâu được. Lưu Bị nói, tôi cũng biết như thế, nhưng chưa có trốn yên thân. Tùng nói, Ích Châu hiểm trở, đồng dụng phì nhiêu ngàn dặm, dân đông nước giàu, những bậc thông minh tài cán lâu nay thường mộ tiếng hoàng thúc nếu các quân kinh tương kéo vào phía tây thì nghiệp bá có thể làm nên mà nhà hán mới dựng lại được lưu bị nói tôi đâu dám mong như thế lưu ích châu cũng là tôn thân nhà hán ân đức tới khắp đất thục đã lâu người khác khó lòng lai chuyển được tùng nói tôi không là kẻ bán chúa cầu vinh nay gặp ngài đây không thể không bày tỏ nỗi lòng Lưu Quý Ngọc tuy được ích châu, nhưng tính tình nhu nhược, không biết dùng kẻ hiền tài. Và lại, Trương Lỗ ở phía Bắc thường muốn xâm lấn, lòng người chia ly, chỉ mong được chúa giỏi. Tùng đi chuyến này là định đem đất dân cho Tào Tháo, không ngờ tên nghịch tặc tự phụ gian hùng, khinh rẻ hiền sĩ, nên định đến đây gặp ngài. Ngài nên lấy Tây Xuyên trước để làm cơ sở, sau sẽ lấy Hán Trung, thu phục Trung Nguyên, phù tá Thiên Triều, ghi tên sử sách, công lao to lớn vô cùng. Nếu quả thật ngài có ý lấy Tây Xuyên, tôi xin hết sức giúp đỡ làm nội ứng. Chưa biết ý ngài thế nào. Lưu Bị nói, đa tạ lòng tốt của ông. Nhưng Lưu Quý Ngọc là đồng tông với tôi, nếu đem quân đến đánh, e thiên hạ chê cười. Tùng nói, đại trưởng phu ở đời, nên gắng sức lập lấy cơ nghiệp, cầm roi đi trước người ta. Nếu mình không lấy thì người khác sẽ lấy, hối lại làm sao cho kịp nữa lưu bị nói tôi nghe đường thục gập gành sông núi trùng trùng điệp điệp xe không đi lọt bánh ngựa không chạy sóng đôi nếu muốn lấy thì nên dùng kế gì cho được tùng mới thò tay vào túi lấy ra một bức địa đồ đưa cho lưu bị và nói tùng cảm ơn đức của minh công xin dâng bức địa đồ này cứ xem vào đây sẽ biết hết cả đường xá nước thục lưu bị chắp tay cảm tạ nói ơn ông thật như núi cao sông dài sau này thành công sẽ xin báo đáp xứng đáng tùng nói tôi gặp được minh chúa không thể không bày tỏ hết nỗi lòng dám đâu mong đợi trả ơn nói đoạn từ biệt ra về về đến tây xuyên trương tùng vào ra mắt lưu trương tùng nói tôi có một kế khiến tào tháo trương lỗ không dám xâm phạm đến bờ cõi ta được trương hỏi kế gì Tùng nói, có Lưu Huỳnh Đức ở Kinh Châu, vốn người cùng họ với chủ Công. Ông ta nhân từ khoan hậu, có phong cách trưởng giả. Sau trận xích bích, Tào Tháo còn sợ mất vía, hú chi là trường lỗ. Chú Công sao không sai người sang kết liên với ông ấy để làm ngoại viện, tất chống được Tào Tháo và trường lỗ. Trương nói, việc này phi sai pháp chính, mạnh đạt không xong. Trương lập tức triệu hai người vào, viết một phong thư, sai pháp chính sang thông tin trước, rồi mới sai mạnh đạt lĩnh 5.000 tinh binh sang đón Lưu Bị vào xuyên để giúp đỡ mình. Lưu Bị nhận được thư Lưu Trương thì ngồi nghĩ ngợi một mình. Bàng thống bước ra nói, việc đáng quyết mà không quyết, gọi là người ngu. Chú Công là người cao minh sao cũng hồ nghi làm thế. Lưu Bị hỏi, theo ý ông thì nên thế nào? Bàng thống đáp, Kinh Châu này mặt đông có tôn thuyền, mặt bắc có tào tháo, khó vùng vẫy được. Ích Châu, dân cứ hàng trăm vạn, đất rộng của giàu, có cơ làm nổi được nghiệp to. Nay may có Trương Tùng, Pháp chính làm tay trong, đó là trời cho mình một dịp hay đấy, còn nghĩ gì nữa? Lưu Bị nói, ta nay đánh nhau với Tào Tháo, khác nào nước địch với lửa. Tháo vội vàng, ta thư thả, tháo bạc ác, ta nhân từ, tháo dối trá, ta thực thả, việc gì ta cũng phải khác tháo thì mới thành công. Bàng thống cười nói, chú công nói cũng phải lẽ, nhưng đương lúc loạn lạc này, phép dùng binh tranh thế mạnh, không phải chỉ có một lối. Nếu cứ cố chấp, thì một bước cũng không đi được, phải quyền biến mới xong. Lây sang đánh tối, lấy thuận đánh nghịch đó là cái đạo của vua Thang, vua Vũ ngày xưa diệt kiệt, trụ vậy. Khi nào thành công sẽ phong cho Quý Ngọc một nước to khác thì có việc gì mà chẳng tín nghĩa. Và lại, chú Công không lấy nay thì mai cũng về tay người khác mà thôi. Xin chú Công hãy nghĩ cho kỹ. Lưu Bị bấy giờ mới nghe ra nói, thật là lời vàng đá, tôi xin ghi lòng tạc giả. Rồi mời Khổng Minh đến bàn bạc việc cất quân vào Xuyên. Mùa đông năm kiến an thứ 16, tức năm 211, Lưu Bị để Khổng Minh, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ở lại giữ Kinh Châu. Còn mình dẫn quân sư bàng thống cùng các tướng Hoàng Trung, Ngụy Diên, Lưu Phong, quan bình đem đại quân rời khỏi Kinh Châu tiến vào Tây Xuyên. Không biết Lưu Bị vào Tây Xuyên phe này thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.